Xin chào các bạn đã trở lại với cả video tiếp theo của mình. Mình là Huy Sơn đây. Thì trong video này mình sẽ tiếp tục series Dan Doom tra quỷ trong tựa game King Legacy nha. Chưa vào video thì xin chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Và nếu như các bạn thấy video hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Rồi, thì mấy lần trước ấy, mình toàn Dan Doom là 20-30 lần. Hôm nay mình làm quả chơi lớn Dan Doom thử 60 lần luôn. Nói chung là đúng hơn là 65 lần ấy. Để liệu mình có ra được cái trái nào huyền thoại không nha. Ấy, săn tìm đây huyền thoại luôn. Rồi, ok, phát đầu tiên này. Được trái Sada các bạn. Trái này ở trong Bluffwood thì khá là ngon. Mà trong đây thì mình thấy là nó không phổ biến. Ok, lần thứ hai nha. Ui, được trái cùi. Tiếp tục lần thứ ba này. Lần đu mày hơi mệt đấy. 65 lần mà. Ôi, toàn ra đu ra những cái trái gì không ấy. Ok, thêm lần nữa nha. Để xem lần này ra trái gì. Được trái rào chắn các bạn. Chung mà chắc mình phải vứt tạm cái chai ra vậy. Dan Doom 4 lần thì ra được 3 chai cùi rồi. Một trái kia thì mình chưa biết là nó có mạnh không. Mà tạm thời thấy nó cứ phát sáng, mình thấy nó uy tín ấy. Rồi, mình sẽ tiếp tục Dan Doom nha. Một giam cái này Dan Doom nó khá là hay, nó không phải chờ thời gian. Được một trái sử thi các bạn ơi. Trái này trái gì đây? Hình như là trái nam châm ấy, mình không biết là trái nam châm trái gì luôn, mà tạm thời mình thấy là nó khá là vip, nên là mình sẽ để lại tin ăn sau nha các bạn. Tiếp tục chơi Dan Doom tiếp à. Được trái bom. Trái bom thì như nhau thôi, game nào cũng vậy, cũng đều cùi hết. Sử thi à? Trái hiếm phải thấp hơn sử thi đúng không? Mình vừa Dan Doom mà trái Phật tổ các bạn. Tiếp tục xem trái gì đây. Lại ra được trái trái bóng đêm các bạn, mình sẽ thử ăn nhé. Rồi, chung game này khá là cùi, nó không thể lưu trữ được trái quỷ các bạn. Nhưng mình nghiệp ra lung xong mình không biết bắt đầu hết, chắc tí mình phải ăn từ từ các bạn, ăn test thử thôi. Đấy, hỏi dần đùng bao nhiêu đây, còn 5 năm chưa ăn được trái gì ngon cả. Ôi, toàn ra mấy trái cùi bắp chịu rồi. Thôi vất tạm ở đây phải thả hết. Mấy chai cùi này mình không ăn được các bạn, nó rất là cùi, thôi vứt hết đi. Rồi, bom này, vứt luôn. Chẳng nhẽ Dan Doom 60 năm lần thì không ra được cái trái nào huyền thoại. Thử nhá. Được lại được cái trái Human các bạn, đây Human kiểu trái chopper ấy. Rồi, chán thế nhỉ. Mẹ tiếp tục Dan Doom tiếp nha. Huyền thoại. Vãi trưởng luôn, admin bịp nhau vãi trưởng các bạn. Tí thì ra là cái trái kia rồi, trái kia trái phượng hoàng sao ấy. Thì em bịp quá, được trái khói này. Thôi, tạm thời tiếp tục Dan Doom tiếp nha. Mình vừa thấy trái gì? Trái lớp luôn. Ok, tiếp tục nha. Mà Dan Doom hết số game này thì hơi lâu các bạn, chắc là tầm 15-20 phút. Thôi, trong trái này chắc mình không cần đâu, mình sẽ vứt cho những thanh niên nào mà đang cần trái quỷ để farm ấy thì mình sẽ cho. Còn đây là trái bo luôn. Lớp này. Thôi thả luôn trái lớp đi. Đấy lấy thì lấy. Đấy, mình cho hết luôn. Rồi, lại tiếp tục thả tiếp. Tầm ít thì mình sẽ gọi Dan Doom tiếp. Đây, giờ mình sẽ Dan Doom tiếp nha các bạn. Lại là trái cùi mà, trái là trái sói luôn. Mới chơi chơi 1 phút mà ra trái sói không biết có mạnh như trái báo. Xem nào. Rồi, toàn ra có trái gì không, toàn gai cái kiểu chán vãi trưởng. Thả này. Thả hết luôn. Cái ăn đi, ăn thì xem trái khói như nào. Thử cái kỹ năng nó như nào. Nói chung không biết đặc biệt mấy thôi, chắc là mình sẽ Dan Doom tiếp các bạn. Đây, rút kinh nghiệm lần trước là mình ra mình test trái quỷ ở xa quá, bị đánh chết thì mất hết luôn. Lần này mình sẽ đứng ở trong này mình test thôi. Ok, Dan Doom từ nãy giờ được có bao nhiêu, được một trái sử thi à.
Uầy, toàn gái anh với trai cuối đấy nhỉ. Ôi, tôi chơi gì đây? Chơi cao su à? Wow, chơi cao su lần đầu tiên mình thấy đấy. Ok, chắc là team sẽ test thử nha các bạn. Tạm thời em sẽ đang doom tiếp à, và vứt mấy cái trái này đi á. Trái này cuối quá. Ai, các bạn trước bảo bình luận random có 20 30 lần ít quá, nên hôm nay mình random gấp đôi luôn, 65 lần. Wow, lại ra được trái gì đây, trái độc à? Trái độc ở trong đây nó cũng không mạnh đâu các bạn. Mình thấy các bạn có trái mắc ma ngon mà mình, ôi tưởng ra là trái mắc ma. Trái bo thì lấy làm gì, thôi vứt đây, ai ăn thì ăn này. Nói chung là phát free fruit. Tức cháy lửa đấy các bạn ơi, cháy lửa mà cấp độ sử thi thôi. Rồi mình chưa bao giờ gian luôn cháy huyền thoại luôn. Thế gì đây? Ôi, lại được tiếp tục cháy linh hồn này. Hên đấy nhỉ. Ồ, cháy này mình chưa ăn luôn nên cháy này mình test thử nhưng mà bị thanh niên nào đánh mất. Ok, tiếp tục lăn đùm này. Còn 40 lần nữa cơ. 40 lần nữa, không biết có ra được cháy huyền thoại không. Mình cũng chưa biết là các bạn cứ cố gắng xem hết video nha các bạn. Chắc bây giờ là hơi lâu một chút đấy vì mình tốn thời gian đu lắm, một cái mất khoảng tầm nếu mà tính không nhầm 15 giây mà dân đung hết 10 cái thì mất khoảng tầm 150 giây rồi, nói chung là rất là tốn thời gian. Rồi, chưa kể thời gian mình cần đi vứt mấy cái này cơ này, ai lấy thì lấy, chịu vứt hết. Chai gì vậy, vứt luôn. Good. Rồi, tiếp tục lăn đùm nha các bạn. Mắc ma. Lại ra trái bóng đêm. Trái bóng đêm mình vừa lăn đùm rồi sao ấy. Ồ, đây trái bóng tối các bạn. Nhầm. Đây trái bóng tối. Ôi, trái sét. Ui rồi. Từng ra trái sét. Mình thấy cái lợi thế của cái game King Legacy là nó hơn 1 phút một cái là nó lăn đùm liên tục các bạn. Đấy, là rất là sướng tay, nói chung thế, còn 1 phút thì nó phải 2 tiếng một lần. Mà nó lại tạo được cái giá trị hơn. Khi các bạn lăn đùm 2 tiếng một lần ấy, thì một ngày các bạn chỉ lăn đùm được, nếu mà các bạn chơi nguyên ngày ấy, thì chắc thì được khoảng tầm 12 lần thôi. Rất là mất thời gian, nếu mà mình làm một clip bên 1 phút lăn đùm kiểu 10 lần ấy, thì mình phải mất khoảng tầm 20 tiếng, 20 tiếng để gọi là gọi chờ cứ 2 tiếng một lần ấy, rất mất thời gian. Còn chắc video xong thì thử làm cái theo kiểu mô típ ấy, xem nào các bạn có xem không. Còn cái này mình ra lúc bao nhiêu lần cũng được ấy, vứt hết những cái trái cùi đi. Rồi thế từ nãy là mình ngồi tầm 10 phút rồi mà sao ra đun mãi mình chưa hết được lực con một nửa này. Lại những cái trái gì đây, nail bát à, thử không? Cao su này ăn luôn. Mấy con người vứt cái cao su luôn. Ok, mình sẽ thử cái trái cao su nha. Ôi giời, trái cao su mình thấy là nó chắc là nó không 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 mạnh thì người ta vứt đi. Ok, lại tiếp tục random nha. Chùm mỏi mồm quá, vừa nói vừa random mỏi mồm quá. Xem nào. Lại khói à? Vứt đi thôi chứ làm gì nữa. Tiếp tục này, chúng ta còn 30 lần nữa cơ. Nó vứt tạm mình chữa. Ôi mình chặt dương lắm rồi ấy. Ấy bật mí các bạn biết là các bạn đã đun xong rồi mà em không biết là đã đun xong mất luôn ấy. Là các bạn ấn ở trên máy tính ấy, mình điện thoại thì mình không biết đâu, nhưng mà máy tính thì các bạn sẽ ấn cái nút ngã ở trên cái nút tab ấy, ở cạnh số 1 ấy. Đấy là được, là nó sẽ hiện lên một cái bảng, các bạn có thể chọn ác quỷ ở trong đấy. Chứ còn điện thoại thì mình chưa biết. Đấy, mình chỉ chơi kênh máy tính thôi. Lại tiếp tục ra là cái trái gì đây, trái đầu trắng à. Nôi à, ôi giời. Nôi được cái trái này. Hôm nay bữa được trái cây, phát trái cây cho tất cả những người chơi trong cái server này. Game này thì mình cũng không gọi là chơi nhiều đâu. Chủ yếu game chính của mình là 1 phút thôi. Đấy, mình dành thời gian chơi game 1 phút rất là nhiều. Chung như vậy.
không, thỉnh thoảng quay video các bạn xem, mà quay video lười nha các bạn, chỉ quay tầm từ 6 đến 7 phút thôi, quay dài lâu mệt lắm đấy. Các bạn gọi là sao quay ngắn thế, thực ra là mình lười. Video live này chắc là mình phải quay lâu bởi vì mình đang đun liên tục mà. Chẳng lẽ mình lại chia làm hai bát, bát 1, bát 2 thì nó cứ kiểu kiểu gì ấy. Từ nay là đun khá lâu đấy. Ôi, được vừa nhìn thấy cái gì ấy. Mình trai mình trong game mình chưa hết biết tất cả các trái đâu. Ui, mệt quá, là đun từ nãy giờ mệt quá. Ui, trái gà. Đúng rồi, đúng rồi, trái khí gà các bạn, ảo thật sự. Tiếp tục nha, thứ hai mình sẽ bỏ mấy cái trái này cùi ra. Vậy hôm nay đã đun mà khá là nhiều trái sử thi các bạn. Rồi, tiếp tục. Ôi, được trái linh hồn luôn, ảo thật sự. Xem ra gì đây. Ồ, trái này đúng trái kiểu trái ấy rồi. Ôi, tăng dương tiếp nha. Nói chung là hơi mệt. Ôi, lại được chợ. Trái băng à? Uầy, được đấy. Thứ á, mình sẽ thả mấy cái trái quỳ á. À, game mình kỳ thật đấy, không có chỗ lưu trữ chát thật sự. Thứ á. Ồ, mà game mới cập nhật mới đâu. Mình sẽ thử gọi là thả nước trái cao su này đi này. Trái này thì mình thấy là nó không ấy được. Từ đó mình sẽ random nha các bạn. Uầy, lại được trái bóng tối à. Nói chung là toàn chơi cùi thôi. Từ đó mình sẽ vứt tạm mấy chơi cùi đi em. Đây trên này. Rồi, thì mình sẽ tiếp tục đun tiếp nha. Nói chung là còn bao nhiêu, còn 17 cái nữa, 17 cái game nữa, hơi mệt nha. Từ nãy giờ chưa được trái huyền thoại đâu, được một trái tí được ấy, không hiểu kiểu gì nó mất luôn ạ. Ô, trái này chắc chậm được các bạn. Uầy, trái này chắc là củ lắm, mình nghĩ cũng cần đâu. Được, lại ra tiếp nha, lại ra human à. Ra mà không mình đây chơi phát tổ các bạn. Chơi phát tổ này trong game nó lại không đánh, không click thường được, không gọi là click tab đấy. Không chịu, phế với dưỡng. Thứ ra mình sẽ thả luôn cái chai ra nha. Ôi, chặt dương quá rồi đấy. Lại được cao su à? Thôi mình thả luôn cao su nha các bạn, đấy. Vứt luôn, cao su thì chịu. Trong phim nó khá là mạnh nhưng mà trong game thấy nó khá là yếu và vô dụng. Farm cũng farm được một VP để chịu. Ôi, mấy thanh niên kia làm gì đây? Quận thấy chưa, mình đang đun từ sáng đến tối luôn các bạn. Hiện tại trời sắp tối trong game rồi. Ôi mệt quá. Ôi, được chiếc tuyết này. Đúng rồi, chiếc tuyết các bạn. Ảo thật sự. Từ ạ, mình chiếc thư. Ô, sao bây giờ nó lại lưu trữ rồi nhỉ? Hay là mới cập nhật lại cái game nhỉ? Ngày trước mình lưu trữ phát nó hiện bạn chưa có game pass cơ. Quấy thế thì mình không cần phải ăn rồi, mình sẽ lưu trữ này các bạn. Thu thập trái cây luôn. Nói chung là những chai gì ngon mình sẽ lưu hết vào. Thử mình sẽ xem nó sẽ ở chỗ nào nhá. À, chắc chắn là trong cái dương đồ này. Đâu nhỉ? Kiện kiếm này. Ở đây đây, đây trái cây. Uầy, ok ok. Vậy là mình sẽ không mượn phí trái quỷ rồi. Giờ mình sẽ lưu trữ những trái này vào. Sau này có cơ hội mình sẽ làm video như thế này nhá. Đây. Trái phật tổ đúng không? Lưu vào này. Lưu vào này. Còn những cái trái cây vẫn rất là đẳng cấp. Băng này. Vẫn cẩn thận, ấn nhầm thả phát là mất luôn các bạn. Thu thập này. Ok. Ờ, lại phật tổ tiếp à? Phật tổ tí ăn sao vậy? Ấn thu thập cái này. Gà này. Ok. Bóng đêm không? Bóng tối. Ok. Rồi, thì giờ mình sẽ thả mấy trái cuối nhá. Trái gì đây? 500 luôn.
thu thập luôn này. Ông lấy 500 đấy là 15. Nhầm. Rồi, xả đào lưu nó. Phát tỏ thì chắc là mình không lưu nữa rồi. Nó chỉ cho một cạm một slot thôi. Ok. Thì mình sẽ tiếp tục lăn tung tiếp nha. Còn 10 lần nữa cơ mà. Ôi, chị gì đây? Chơi gì sao mà lại này? Chơi vàng à? Nó ghi là Gold Flute, chắc là chơi vàng các bạn. Đồ thêm đá quý mình nữa này. Được tơ này các bạn ơi. Tơ à? Tơ thì mình thấy là mình cũng cứ lưu trữ vậy. Tạm thời lưu trữ vào. Một tí mình được cho ánh sáng. Những đặc điểm game mình khá ghét trong game này là nó mấy cái trái kiểu trái ánh sáng, cái băng nó không có đòn đánh thường các bạn. Nó khá là chán. Phật tổ thì nói chung là không có đòn đánh thường thì nói chung là hóa Phật tổ lên vô dụng các bạn. Cha đây cái gì à? Lại cao su à? À cao su lần này mình sẽ cất nha các bạn. Lần trước là mình kiểm tra. Đúng rồi, chưa có cao su. Thì lần này mình sẽ cất trái cao su rồi nha. Lần trước mình bỏ 2 trái cao su này. Và mình không biết là có mình có thể lưu trữ được cái này ở trong cái dương đồ của mình. Làm sẽ thu thập nhá. Rồi. Còn 6 đá quý mình sẽ cố gắng lăn tung nốt. Giờ còn 5. Ôi. Đã được cái trái linh hồn. Ảo thật sự. Lại tiếp tục mình ra luôn một cái trái gọi là cực kỳ ngon, đó chính là trái xét các bạn, hay gọi là trái lôi. Uầy, từ nãy là đang đun khá khoảng tầm 6-7 trái sử thi rồi nhưng mà chưa được trái huyền thoại đâu. Được trái gì đây? Trái gì mà nhìn trông nó cứ... thu thập đi. Trái nào nạ mình thu thập hết. Ok, chỉ còn 2 anh em thôi, nói chung đã quý mình cần 2 thôi. Được trái gì đây? Trái này cũng hơi lạ nha, thôi mình cứ thu thập. Còn 2 lần nữa. Không biết là 2 lần cuối ra được cái chai huyền thoại không. Chứ mình thấy là không ổn rồi, chắc không ra rồi các bạn ơi. Đấy. Thôi chắc là lần cuối này. Ra là chai gì đây? Thôi. Vứt. Vậy là cái tỷ lệ test của mình chắc là 60 lần không ra là nổi chai huyền thoại. 100 lần chắc là mới ra được thôi. Và mình sẽ vứt hết chai cùi đi nha. Còn cái trái nào mà VIP mình sẽ lưu trữ lại. Đấy. Hôm nay chỉ kiếm mấy trái sử thi thôi, không được mấy trái huyền thoại mấy. Linh hồn này, mình sẽ ăn thử nhá. Ăn luôn này. Ôi, quên mất, đánh người phải ăn trái Phật tổ trước các bạn. Tí mình lại test Phật tổ cho được đây. Chứ linh hồn hóa đẹp phết. Có một cái ngọn lửa, một đám mây. Skill thì ấn kia, ấn chiêu X phát ra sân xét đánh thì trời xuống. Mình thấy khi mạnh hơn trong bớ phút ấy. Mà mình thấy là hơi đẹp hơn bớ phút rồi. Rồi, thì giờ mình sẽ ăn thử trái Phật tổ nha các bạn. Thì các bạn mà là trái Phật tổ các bạn, mình phải ấn click ở trong cái trái thì nó mới đánh thường được. Mình sẽ thử gọi là ăn thử nhá. Mà hơi tiếc nha, hơi tiếc cho linh hồn. Nó xa mình đang còn một trái nữa mà. Mà trái định phát cho mấy bạn trong server này mà thôi, nó mất ăn mất rồi thôi. Đây, Phật tổ đây. Có click được đánh thường đâu. Làm gì click được đâu nhỉ? Thôi. Phí trái quỷ quá. Thôi, quả này mình đã ăn lại trên này nhá. Đấy, nói chung mà trái này mình sẽ để test cho các bạn. Rồi thì thành quả hôm nay mình nói chung là mình gian tuôn được khá nhiều trái ngon. Đây, tầm mấy trái sử thi này, tuyết này, linh hồn này. Đấy, có kia là trái độc này, thêm cả trái lôi này, lâm châm này, băng này, cao su này, nửa này, trái vàng này, trái ga này, nói chung là rất là nhiều trái ngon. Mà mình sẽ để nếu mà các bạn hưởng ứng ấy, mình chơi game này mình sẽ test sau. Chứ mình thấy là các bạn không hưởng ứng mấy chắc là thôi. Rồi thì chung mà đếm qua lại cũng chỉ thế thôi. Thì chắc là mình nghĩ video mình kết thúc các bạn ơi. Và nếu như các bạn thấy video hay thì nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Rồi thì xin chào tạm biệt các bạn nhá. Bye bye.